Quý vị và các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin toàn cảnh quốc tế tối nay có những tin chính sau đây. Iran lên kế hoạch bắn hơn 1.000 quả tên lửa vào Israel. Mỹ bất lực trước hành động quân sự của Israel. Cận cảnh xe bọc thép Nga luồn lách thoát hiểm dưới mưa đạn của Ukraine. Ukraine tuyên bố phá hủy vành đai cảnh giới của Nga bằng tên lửa tầm xa ATACMS. Dự báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân trong xung đột Nga-Ukraine. Bây giờ là tin chi tiết. Phong trào Hezbollah tại Liban đêm 3 tháng 10 tuyên bố các tay súng của lực lượng này đã gây thêm tổn thất nặng nề cho quân đội Israel tại khu vực phía nam Liban. Trong khi đó, một nguồn tin Israel cho biết Iran có kế hoạch bắn hơn 1.000 quả tên lửa vào Israel nếu Tel Aviv tấn công đáp trả cuộc tập kích tên lửa của Tehran đêm 1 tháng 10 vừa qua. Theo kênh số 12 của Israel, các bình luận viên người Iran nhận định rằng quốc gia Hồi giáo có thể bắn 1.000 quả tên lửa tấn công Israel nếu Tel Aviv thực hiện cuộc tấn công đáp trả đợt tập kích tên lửa của Tehran tối 1 tháng 10 vừa qua. Mục tiêu tấn công mới có thể bao gồm cả hạ tầng dân sự, chứ không dừng lại ở các cơ sở quân sự như trong cuộc tập kích vừa qua. Nguồn tin cho biết, nhận định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đêm 2 tháng 10 cảnh báo rằng nếu Israel tấn công trả đũa Iran, Tel Aviv sẽ phải hứng chịu đòn giáng trả khốc liệt hơn từ phía Tehran. Cũng theo kênh số 12 của Israel, truyền thông Iran hôm qua khẳng định vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bắn hơn 400 quả tên lửa vào Israel trong tối 1 tháng 10, chứ không phải 181 quả tên lửa như công bố của phía Israel. Về cuộc xung đột tại chiến trường Liban, lực lượng Hezbollah đêm qua tuyên bố các tay súng của nhóm này đã loại khỏi vòng chiến đấu 17 sĩ quan và binh sĩ Israel trong các cuộc giao tranh mới nhất ngày 3 tháng 10 tại khu vực biên giới. Hezbollah khẳng định số thương vong thực tế còn có thể cao hơn do nhiều binh sĩ Israel bị thương nặng. Một nguồn tin Ả Rập cũng cho rằng quân đội Israel có thể mất tới hàng chục binh sĩ trong các cuộc đụng độ mới nhất với Hezbollah hôm qua. Về phần mình, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo trong ngày 3 tháng 10 có thêm một sĩ quan mang hàm đại úy tử vong do bị thương trong giao tranh ở phía nam Liban một ngày trước đó, nâng tổng số quân nhân Israel thiệt mạng tại chiến trường Liban lên 9 người, trong đó có 4 sĩ quan. IDF cũng cho biết trong ngày hôm qua, Hezbollah đã bắn hơn 200 quả tên lửa tấn công nhiều khu vực khác nhau ở phía bắc Israel, trong đó có Metula, Haifa và Galilee. Các cuộc tấn công không gây thương vong do nhiều quả tên lửa bị lưới phòng không Israel bắn hạ, số còn lại rơi vào khu vực chống trải. Ở chiều ngược lại, IDF đã tiến hành hàng chục cuộc không kích vào các mục tiêu Hezbollah ở cả phía đông, phía nam Liban và ngoại ô thủ đô Beirut. Trong đó, các cuộc không kích vào phía nam Beirut đánh phá 15 mục tiêu, bao gồm trụ sở tình báo của Hezbollah. Trong một tuyên bố tối qua, tham mưu trưởng IDF Trung tướng Hezi Halevi khẳng định lực lượng này sẽ tiếp tục đẩy mạnh tấn công Hezbollah cho tới khi đạt được mục tiêu đề ra là loại bỏ sự uy hiếp mà nhóm vũ trang Liban tạo ra đối với các cộng đồng dân cư phía bắc Israel. Hai quan chức Nhà Trắng giấu tên cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày càng không thể tác động đến hành vi quân sự của Israel ở Trung Đông. Theo thông tin được tờ Politico đăng tải hôm 2 tháng 10, Tổng thống Biden và các trợ lý đã nhiều lần thất vọng vì cuộc chiến của Israel ở giải Gaza, khi mà số người dân Palestine thiệt mạng là rất lớn. Cũng theo tờ báo, thì Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phớt lờ những lời cố vấn từ phía Mỹ. Khi ảnh hưởng của ông Biden đối với ông Netanyahu giảm đi, những cơn giận của Tổng thống càng tăng lên. Politico dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết thêm, các cuộc điện đàm giữa hai ông Biden và Netanyahu ngày càng trở thành những cuộc cãi vã. Cũng theo Politico, động thái này đã minh chứng cho sự thừa nhận rằng Tổng thống Biden dường như không thể ngăn chặn một cuộc chiến khu vực bùng nổ ở Trung Đông. Do đó, ông Biden phải chấp nhận hạn chế phản ứng của Israel thay vì ngăn cản hoàn toàn. Thông tin trên được công bố chỉ một ngày sau khi Israel tiến hành tấn công trên bộ chống lại nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Liban. Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố chiến dịch tấn công trên bộ kết hợp với các cuộc không kích dữ dội vào Liban nhằm ngăn chặn đòn tấn công bằng tên lửa và súng cối xuyên biên giới từ Hezbollah. Đáng nói là trong tối 1 tháng 10, Iran đã phóng gần 200 tên lửa vào Israel với lý do đáp trả các vụ ám sát gần đây nhằm vào lãnh đạo phong trào Hồi giáo Hamas, Hezbollah và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Thời gian qua, thì Mỹ vừa lên tiếng ủng hộ quyền tự vệ của Israel, nhưng đồng thời thúc giục Israel kiềm chế khi trả đũa Iran, Hamas và Hezbollah. Ban đầu, Politico từng đưa tin Mỹ đã âm thầm chấp thuận chiến dịch quân sự của Israel tại Liban.
mặc dù Washington công khai thúc giục Israel tìm kiếm lệnh ngừng bắn với Hezbollah. Song trong một bài báo đăng hôm 2 tháng 10, Politico cho hay Israel đã không thông báo trước cho Mỹ về chi tiết các cuộc tấn công, và điều này đã khiến Nhà Trắng nổi giận. Cũng trong ngày 2 tháng 10, thì Tổng thống Biden cho hay ông sẽ không ủng hộ đòn tấn công của Israel vào các địa điểm hạt nhân của Iran. Trong khi đó, thì Nga đã chỉ trích mạnh mẽ cách tiếp cận của Washington về vấn đề Trung Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mô tả sự leo thang hiện nay là minh chứng cho sự bất lực của Mỹ trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng. Các binh sĩ trên xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Nga đã nhiều lần thoát chết trong trận chiến giành thành phố Ukhleda ở vùng Donbass của Ukraine. Trong một vài khoảnh khắc, phương tiện của Nga suýt bị một số vũ khí hạng nặng của Ukraine đánh trúng, bao gồm một quả tên lửa đã lao xuống con đường mà chiếc BMP-2 vừa đi qua trước đó chỉ vài giây. Hãng thông tấn RIA Novosti hôm 2 tháng 10 đã công bố một đoạn video về quá trình chiến đấu của binh sĩ Nga ở Ukhleda, một trong những thành trì quan trọng của các lực lượng Kiev ở mặt trận phía đông. Tuy nhiên, giờ đây khu vực này dường như đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Theo đó, trong ngày 2 tháng 10, Bộ Chỉ huy Ukraine đã cho phép binh sĩ rút khỏi các đơn vị cố thủ trong thành phố. Đoạn video do RIA Novosti công bố đã được một người lính Nga từng tham chiến ở Ukhleda chia sẻ lại. Hình ảnh cho thấy một trận chiến dữ dội đã xảy ra khi xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Nga cùng các binh sĩ đối mặt với hỏa lực dữ dội từ đối phương. Trong một vài khoảnh khắc, phương tiện của Nga bị một số vũ khí hạng nặng của Ukraine đánh trúng, bao gồm một quả tên lửa đã lao xuống con đường mà chiếc BMP-2 vừa đi qua trước đó chỉ vài giây. Mọi thứ diễn ra cùng một lúc. Máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV, súng máy cỡ lớn tất cả cùng một lúc. Những người lính này đã vô cùng dũng cảm, người lính Nga cho hay. Thậm chí khi nhóm binh sĩ Nga di chuyển ra khỏi chiếc BMP-2, họ đã bị tấn công vô cùng dữ dội. Một số binh sĩ phải nằm dạp xuống đất và ẩn nấp. Trong những tháng gần đây, các lực lượng của Kiev đã phải hứng chịu hàng loạt thất bại trong hoạt động quân sự ở vùng Donbass do lúc Ukraine tập trung cho cuộc xâm nhập vào Kursk của Nga từ đầu tháng 8. Các quan chức Ukraine kỳ vọng chiến dịch tấn công Kursk sẽ buộc Nga phải tái triển khai quân từ phía đông. Song trên thực tế, Nga vẫn tiến công liên tục ở vùng Donbass. Truyền thông phương Tây đưa tin, các đơn vị Ukraine ở Donbass chỉ nhận được những tân binh thiếu động lực và đào tạo kém làm quân tiếp viện do những binh sĩ tinh nhuệ đã được điều đến phía bắc. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 3 tháng 10 cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công thành công trạm radar Nebo-M của Nga bằng tên lửa đạn đạo ATACMS. Việc phá hủy trạm này làm giảm đáng kể khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn các mục tiêu khí động học và đạn đạo của quân đội Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, Nebo-M là mục tiêu rất khó tấn công vì nó hoạt động ở chế độ tàng hình. Phạm vi quét mục tiêu rất rộng. Do đó, việc phá hủy radar Nebo-M sẽ tạo ra một hành lang trên không, thuận lợi cho việc sử dụng hiệu quả tên lửa hành trình Storm Shadow và Scalp Eagle, cũng như các hoạt động chiến đấu chống lại các mục tiêu quan trọng của đối phương. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga còn khoảng 10 radar Nebo-M đang hoạt động. Giá của một hệ thống như vậy trị giá hơn 100 triệu đô la Mỹ. Hiện Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên. Nebo-M là radar cảnh giới mới nhất của Nga do Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Vô tuyến Nizhny Novgorod trực thuộc Almat Antey chế tạo. Radar được thiết kế để tự động phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không như tên lửa đạn đạo, máy bay tàng hình hoặc máy bay không người lái cũng như mục tiêu siêu thanh. Radar Nebo-M tạo ra một vành đai radar cảnh giới hầu như không thể xuyên thủng và có khả năng phát hiện bất kỳ máy bay nào. Hệ thống hoạt động theo nguyên lý quét điện tử chủ động. Trong chế độ quét từng vùng, Nebo-M có thể theo dõi đến 20 mục tiêu đạn đạo ở khoảng cách tối đa 3.800 km và độ cao 1.200 km. Hệ thống radar Nebo-M đặt trên khung gầm xe tải BAS 8x8 trọng lượng 24 tấn có thể triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 40 phút. Trong cả chuỗi tác chiến, sau khi định vị mục tiêu, Nebo-M có thể trao đổi thông tin với các hệ thống tên lửa phòng không. Đài radar Nebo-M có thể vận hành trong mọi điều kiện khí hậu có nhiệt độ từ -50 đến 50 độ C, độ ẩm không khí tới 98% và tốc độ gió tới cấp 6, 45 m trên một giây, đạt độ cao 1.000 m so với mực nước biển. Sau tiền lệ năm 1945 và những lần thế giới đứng bên bờ vực chiến tranh hạt nhân thời chiến tranh lạnh, xác suất xung đột hạt nhân đã giảm nhưng chưa triệt tiêu hoàn toàn. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine,
Nguy cơ ấy cần tiếp tục được đánh giá từ mọi góc độ để nhân loại có thể chung tay ngăn ngừa tình huống xấu nhất trong tương lai gần và xa. Xung đột Nga-Ukraine cho đến nay dù diễn ra trên quy mô lớn, nhưng vẫn là một cuộc xung đột vũ trang quy ước mà trong đó các bên tham chiến vẫn sử dụng các loại vũ khí thông thường. Tuy nhiên, cuộc xung đột này hiện gắn liền với cuộc khủng hoảng hạt nhân chưa từng thấy. Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, trong đó có số lượng khổng lồ các vũ khí hạt nhân cấp chiến thuật. Kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine, Điện Kremlin đã sử dụng răn đe hạt nhân để ngăn ngừa phương Tây viện trợ quân sự cho Ukraine, và Moscow đã thành công ở mức độ nhất định. Mới đây, Nga đã có những động thái điều chỉnh học thuyết hạt nhân của mình. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2024, Tổng thống Nga Putin thông báo mở rộng khung kịch bản để Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Giới lãnh đạo Nga có biên độ lớn trong cách giải thích hoàn cảnh triển khai thứ vũ khí đặc biệt này. Mặc dù các tuyên bố hạt nhân của Nga thường được xem là mang tính chất tâm lý chiến, khả năng họ sử dụng vũ khí hạt nhân trong tình huống thật là điều khó loại trừ hoàn toàn. Vào đầu xung đột Nga-Ukraine, khi quân Nga gặp lung tung nhất định ở khu vực thủ đô Kiev và những nơi khác, giới quan sát quốc tế đã lo ngại Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để xoay chuyển tình thế khó khăn lúc đó đối với họ. Cộng đồng tình báo Mỹ tập hợp nhiều cơ quan tình báo của nước này từng đánh giá khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân vào mùa thu năm 2022 lên tới mức 50%, có lẽ là mức cao kỷ lục. Nhưng đó là tình huống khi Nga gặp khó khăn. Chuyên trang Bulletin of the Atomic Scientist, BAS, tạm dịch là bản tin của giới khoa học nguyên tử, chuyên cập nhật thông tin nhằm ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh hạt nhân, đã đánh giá thêm một xu hướng nữa, đó là khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong tình huống Nga đang thắng thế. BAS đánh giá hướng này trên cơ sở sự kiện lịch sử của Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai vào tháng 8 năm 1945. Vào thời điểm đó, Mỹ quyết định thả hai quả bom nguyên tử, tức bom A, phiên bản hạng nhẹ của bom hạt nhân, lên các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, khi nước này đang cận kề nguy cơ bị đánh bại hoàn toàn bằng vũ khí và phương thức quy ước, nhưng vẫn nhất quyết không chịu ngừng chiến đấu và chấp nhận các điều kiện của Mỹ về đầu hàng. Quyết định ném bom A của Mỹ đã bị lịch sử phán xét và gây ra nhiều tranh cãi trên nhiều phương diện cho tới ngày nay. Còn tại thời điểm quá khứ, xét về mặt chính trị thực dụng, quyết định này đã khiến Nhật Bản nhanh chóng chấp nhận đầu hàng Mỹ, đồng thời giúp Mỹ để tránh được thương vong khi phải tiến hành đổ bộ quân sự lên các hòn đảo của Nhật Bản nhằm đánh bại và giải giáp quân đội nước này. Hai quả bom đó cũng đã cho phép Mỹ áp đặt các điều kiện chấm dứt chiến tranh và dàn xếp các vấn đề hậu chiến, cụ thể là Nhật Bản phải đầu hàng vô điều kiện và Mỹ được phép chiếm đóng Nhật Bản trong một thời gian dài sau đó. Ngoài ra, Mỹ còn có một tính toán chiến lược nữa, đó là gửi thông điệp mạnh mẽ đến Liên Xô, đối thủ hàng đầu của Mỹ sau Thế chiến thứ hai. Nghĩa là quả bom A đó đã giúp Mỹ đạt được 3 mục đích cùng một lúc. Chiến tranh hạt nhân luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn như chính ban lãnh đạo Nga đã khẳng định. Nhưng Tổng thống Nga Putin cũng đã sớm nhắc đến các tiền lệ Hiroshima và Nagasaki trong bài diễn văn của mình vào tháng 9 năm 2022, khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã kéo dài được khoảng 7 tháng. Lời nhắc nhở này mang nhiều ngụ ý. BAS đánh giá Moscow có thể thu được nhiều lợi ích hơn so với yếu tố bất lợi nếu triển khai vũ khí hạt nhân trong thế thắng, tương tự như các tính toán chiến lược của Washington vào cuối Thế chiến thứ hai. Trong kịch bản do BAS vạch ra, Nga đột phá thành công qua nhiều lớp phòng ngự của Ukraine, nhưng bên phía Ukraine vẫn còn những ổ đề kháng mạnh, quyết không hạ vũ khí trước quân Nga. Cục diện này đang sát với thực tế hiện nay. Theo đó, Nga khả năng cao sẽ thắng trong tương lai xa, chứ không phải trong tương lai gần, ngay trong tầm tay. BAS cho rằng, trong tình huống đó, Nga có thể triển khai phóng tên lửa hạt nhân cấp chiến thuật và một vùng đất không quan trọng nào đó của Ukraine để tạo sức răn đe, rồi yêu cầu Ukraine phải đầu hàng ngay và vô điều kiện. Khi ấy, chiến sự sẽ mau chóng kết thúc
vì cuộc chiến của Ukraine bằng vũ khí thông thường sẽ tất yếu và đi vào bế tắc. Còn NATO và phương Tây có lẽ sẽ không muốn đẩy xung đột đi quá xa đến mức hủy diệt sự sống toàn cầu. Trong một cuộc chiến hạt nhân đáp trả qua lại sau đó. Tất nhiên, khả năng xảy ra kịch bản này là rất nhỏ. Vì Nga sẽ phải vượt qua sức ép từ khoảng ngưng 8 thập kỷ thế giới không dùng vũ khí hạt nhân kể từ năm 1945. Cũng như phải tính đến những hậu quả khó lường một khi những đám mây nấm khổng lồ xuất hiện trở lại trong một cuộc xung đột hiện đại. Do vậy, một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán vào lúc này là rất khẩn thiết để ngăn chặn từ xa mọi tính toán nhầm của tất cả các bên liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Trang avia.pro công bố một đoạn video và cho biết quân đội Nga dường như lần đầu tiên triển khai một trong những loại bom mạnh nhất trong kho vũ khí ODAB-9000. Theo đoạn video được truyền thông công bố, cuộc tấn công diễn ra ở khu vực Vobchansk, Kharkiv. Tuy nhiên, đại tá Vitaly Saransev, người phát ngôn của nhóm tác chiến và chiến thuật Kharkiv, đã lên tiếng bác bỏ thông tin về việc Nga sử dụng bom ODAB-9000 ở Vobchansk. Theo ông Saransev, việc sử dụng ODAB-9000 đòi hỏi phải có máy bay ném bom chiến lược, chẳng hạn như Tu-160. Tuy nhiên, không có chuyển động nào của những máy bay như vậy được ghi nhận trong khu vực. ODAB-9000 được thiết kế để phá hủy các mục tiêu trên mặt đất, mặt nước, phá hủy những nơi tập trung số lượng lớn nhân lực và thiết bị của đối phương. Các công sự giã chiến, cơ sở công nghiệp và nhiều mục tiêu khác. Bom chỉ được Nga thử nghiệm một lần vào năm 2007. Loại bom này được cho là tương đương với GBU-43B của Mỹ, được mệnh danh là mẹ của các loại bom. Theo truyền thông Nga, FAB-9000 có tổng chiều dài khoảng 5m và đường kính thân là 1,2m. Trọng lượng thực tế của sản phẩm vào khoảng 9,4 tấn. Sóng xung kích từ vụ nổ của bom đảm bảo tiêu diệt nhân lực ở khoảng cách lên tới 55-57m. Loại bom này được thiết kế để thả từ các máy bay như Tu-160, Tu-95 và Tu-22M3. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.